Vâng, em xin chào quý vị. Vâng. Hôm nay thì em test bàn giao cái đôi loa đèn ông MS3 này cho anh một anh khách nhé. Thì cái thông tin của anh đấy thì anh Đức anh chưa chuyển cho em. Nên là tạm thời em sẽ test lên đây đã, sau đó thông tin em sẽ để ở trên tiêu để tin sau nhé. Anh khách này đã chuyển khoản trước 500 nghìn để lấy cái đôi loa này rồi. Thì còn số tiền còn lại thì khi nào nhận hàng anh thanh toán nốt cho bên em nhé. Đây. Đây là đôi đèn ông MS3 này. Đấy. Đấy nha. Đây đôi đèn ông MS3 đấy nha. Đôi này thì đây, series của nó là 70059 nhé. 059. Ok chưa? Bây giờ em sẽ đưa âm thanh vào để test loa này. Đây. Phụ nhau khi đã cạn chén tình Hai loa đang chạy ok nha. say để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao nỡ làm Ok, bây giờ em sẽ đưa âm thanh vào loa phải trước này để test từng loa một nhé. Đây, loa bên này đang có tiếng, bên này không có tiếng này. Đấy. Bằng chứng một bên bát đang thổi gió đang bay phần phật, còn đâu là bát nó bánh mà hùng hơi đang đạch ra nhé. Còn bên này được không? Ok chưa? Đấy nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu test từng thứ một cho anh này. Đầu tiên em test bass trước nha, em sẽ đẩy âm thanh bass vào nhiều hơn này. Và em sẽ hạ bớt chép xuống này. Đấy. Được chưa? Đấy, tiếng bass ra nha. Em đường hơi đang thổi phù nha. Đấy. Bây giờ em sẽ bỏ cái này đi nhá. Vì cái băng dính này nhiều khi nó đánh phật vào đây nó sẽ nghe là ở một cái tiếng nó khác đi. Và mọi người đừng nghĩ thằng loa này bị lỗi. Rằng hai đứa xa nhau đời buồn không em nếu anh mong ok luôn này xưa chẳng thành anh tin không phải mình mà vì đời chia sẻ chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hẹn yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay một lần bên ok nha, bát anh ok này. Giờ em hạ bát xuống này và đưa chép vào đây. Đam mê đi hoang trên vùng chăn trôi buồn bánh xe tình yêu còn lăn qua trái tim ngày xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau nước mắt núi tiếc cháy trong đây hồn ưu tư anh mang theo vòng tay xa rời nhớ thương từng đêm về phanh vui vết đau ngày vui đi quá mau ngày buồn sao kéo dài ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu ok nha, nó bên phải ok này, rồi em chuyển âm thanh sang loa trái này. Vẫn đang trong tình trạng là chép đang đưa nhiều, còn đâu là bát gần như là không có nhá. À, thì chép nó đang ok này. Vì đời không ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau anh đâu có ngờ rằng hai đứa thương một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn
ok nhá, test thấy ok này. Giờ em này hạ hết chép xuống này. Không đưa chép vào đo mà đưa để em bát vào này. Đấy. Anh thấy chưa? Thôi bằng tiếng bay phần phật luôn. Trôi buồn bánh xe tình yêu còn lăn qua trái tim ngày xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau nước mắt nỗi tiếc cháy đầy trong đáy hồn ưu tư anh mà đây nha. Thông tin của anh khách là anh ở cơ điện lạnh Ngọc Hùng nhá. Ở Bến Tre. Đấy, ok. Rồi. Em vừa nhận được thông tin đấy. Theo vòng tay xa rời, nhớ thương từng về phanh vui vết đau. Ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao kêu. Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang anh đâu có ngờ tình yêu chỉ về nhà đường chân đến có nhận đôi mini để nghe tiếng nó để mà nghe nhạc vàng thì có tuyệt vời luôn. Lang thang trên lối mòn vì đời không tu sang ngày đầu yêu nhau hai đứa để căng vào đây nhá. Châu cầu anh đâu có ngờ rằng hai đứa thương đau một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn ok nha. Đơn mới F3 này của anh nó sẽ ok nha. Thì bây giờ em sẽ đóng hàng để chuyển xa Viettel người ta giao đi cho anh nhé. Mọi thông tin chi tiết anh liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0966 594 581 giúp em nhé. Vâng, xin chào anh và xin gặp lại anh ở những xe bên em.